Bài định gì đó. Có chuyện định danh bằng kỹ thuật. Một thời đã qua, thôi đi qua đi. Nói chung của mình là chỗ nóng gần đó, thì cặp vì đó là truyền nhiễm á. Là từ mấy trăm năm nay là người ta chuẩn đoán dựa trên cái kiểu hình. Tức là người ta thấy cái tác nhân của bệnh trên môi trường thích hợp. Từ đó người ta sẽ quan sát, có là quan sát tế bào, những người mà làm tác động đến sinh hóa, tức là người ta khảo sát cái kiểu hình đó. Từ cái kiểu hình đó, người ta sẽ quán đó là cái con vi khuẩn gì, đúng không? Rồi. Cái cách và truyền thống này đó, nó có mấy ưu điểm. Cái thứ nhất là nó rẻ, nó đơn giản. Thứ hai nữa là cách đòi hỏi những kinh nghiệm và kỹ thuật. Thứ ba nữa là quan trọng là được chấp nhận được tiêu chuẩn hóa rộng rãi. Tức là nó là cái đòi hỏi của nó kinh điển. Nhưng mà nó có một số cái nhược điểm mà nói chung đó là theo thời gian và đặc biệt là qua cái kỳ 21 này đó, thì những nhược điểm này trở nên to, không thể chấp nhận được. Nó làm nó mất thời gian. Bây giờ các anh chị thấy cái gì gõ cửa bệnh viện là các chị họ kết quả bắt quả bác sĩ thì thấy cần quá còn được chết được đó là kiện tụng công tâm đó. Thứ hai nữa là tốn lao động, bây giờ người ta làm biến đó các anh chị, cho nên là cái khối lượng rồi thì càng ngày càng nhiều nhưng mà người ta lại không muốn làm, cho nên là động đây động kia là không có ổn định. Không có tự động hóa được những cái phương pháp truyền thống này còn lớn đó là các chị phải làm bằng tay, dù các chị phải quan sát cái chân quy, rồi quan sát bằng mắt, dùng ra cái này là dùng bằng tay mà quan sát quy chuẩn là nói chung là làm cái toán cũng vậy, cả hộ khách hàng đều làm bằng tay hết, vậy thì nó rất là cực, cho nên là người ta đưa ra những cái phương pháp mới dựa trên cái ADN. Thì những cái phương pháp này chia làm hai nhóm chính, đó là phương pháp lai và phương pháp cất đại hai chất lượng. Phương lai và phương pháp cất đại. Trong phương pháp cất đại ở đây cũng liệt kê một số là cái thực ra nó nhiều lắm, cái gì nó nhiều nhiều hơn tới hai mấy và từ phương pháp rồi. Những phương pháp này có chính và được thương mại hóa nhiều lên. Cái là một cái mà các chị đã biết rất là rõ đó là PCR. Mình xin giới thiệu các chị một số cái phương pháp để các chị có cái nguyên tắc không biết các bạn thôi. Thứ nhất là lai các chị đã học trong sinh học phân tử rồi còn nhớ không? Lai phân tử là một cái phát hiện phân tử dựa trên sử dụng nhận dò có phân tử bổ sung với nhận tử ăn chất lượng cần tiền nhận dò nó được tính dấu đúng không? Ta sẽ mua được cần tiền thì không có được tính dấu. Vì vậy các chị thấy đó, ví dụ bắt con vi khuẩn nha, bắt con vi khuẩn bỏ ra cái màng vừa đi cho cellulose, rồi mình dùng một cái biện pháp là mình đi giải con vi khuẩn ra, như vậy con vi khuẩn bị đi giải nó bộc lộ ADN của nó, đúng không? Bộc lộ gì tất cả các bộc lộ cái acetyl của nó, đó là biến tính cái acetyl đó thành acetyl đơn. Vì lai nó chỉ tiến hành được với acetyl sợi đơn, nó không tiến hành được với sợi đơn, nên nếu các vị sử dụng ADN nào thì chúng ta sử dụng trực tiếp và đi ADN. Nhưng mà nếu mà ADN thì chúng ta biến tính thành sợi đơn thành sợi đơn. Rồi, cái đó chúng ta sẽ thêm cái ngạn dò vào, ngạn dò nó có đánh dấu. Vì nếu như mà cái tử tích này nó bổ sung được ngạn dò thì ngạn dò nó sẽ lai vào và nó làm cho tín hiệu, nó có tín hiệu để ra. Nhưng mà người ta đọc trên cái màng, nếu nó có tín hiệu lai, người ta đổi được rồi, tín hiệu lai còn còn, người ta có sự lai xảy ra, có sự lai xảy ra thì dẫn đến là nó có cái thứ ADN mình cần của cái con mình cần tìm, mình có nghĩa là nó có cái con. Vậy vấn đề nằm ở chỗ này đó, nó là cái chuyện mà lựa cái gen đích, cái gen đích thì nó đặc hiệu cho cái đối tượng mà chị cần tìm. Ví dụ cái chị muốn tìm con đơn phu ly, nhưng mà cái chị muốn tìm cái gen nào đó con đơn phu ly nó có, thì con vi khuẩn nó liên quan gần, nó không có. Ví dụ như con đơn phu ly sống trong trường đồ ngàn thì nó ví dụ salmonella, shigella, bò túi, vân vân, những cái đó là nó sẽ không có cái gen đó. Như vậy thì dùng một cái làm dò thì phát hiện được cái gen đó, như vậy là chỉ phát hiện được cái gen đó là có con đường, là cái gen đó là con đường, chỉ có con đường qua không.
kinh điển đó, đó là từ xưa đó, bây giờ người ta không có xài cái này nữa, còn trong đặc biệt là trong kiểm toán người ta không dùng nữa, đó là phát xạ, không dùng nữa nữa là vì sao phát xạ nó bỏ qua là cái việc sử dụng nó cũng khó khăn, hai nữa là nó nguy hiểm. Cách người ta hay sử dụng đó là enzyme, ba cái tên là hay sử dụng ở gần đây, nhất là người ta sử dụng thuốc nhuộm, một số thuốc nhuộm nó trở lại rất là cao, nó được quay cái này cũng rất là cao. Có một vấn đề là chất lượng gạo hai cánh tích đó, cái chất lượng tích thì cái gì phải lưu ý, một là người ta lựa chọn theo độ đặc hiệu mong muốn, ví dụ người ta có thể lựa chọn một cái đoạn nó có tất cả các con vi khuẩn, tất cả các con vi khuẩn, như ngày khi người ta sẽ trả lời là có vi khuẩn hay không có vi khuẩn, đúng không? Rồi còn người ta có thể lựa chọn trong họ, ví dụ như họ bacteria C này, nếu mà nó có là nó nguy cho họ, nó còn ngạo thì họ nó cũng có. Nhưng mà có thể lựa chọn đặc biệt cho loài, ví dụ như là con Salmonella hay là con Shigella tích Salmonella đi này, hoặc là Salmonella difficilio, hoặc là Acidia coli đi này. Thậm chí người ta có thể lựa cái mức đặc hiệu là cho một cái sắc loài, một cái body ở đây là chúng ta ví dụ như là ugly, ô của bạn phải có kiểu này, hoặc là ví dụ như là một cái con vi khuẩn đó là nó có đột biến hay không có đột biến, ví dụ vậy. Thì thường những cái vùng đen mà đang dọn là những cái vùng bảo tồn, nó lặp lại chỗ cái đối tượng mà chúng ta cần tìm. Như vậy là người ta để mà thiết kế từ một cái tháp lai tương tự đó, người ta phải đi tìm cái đề chọn điểm đề đó, so sánh cái đề đó. Thì ngày nay, hồi xưa thì cái việc đó không có, ngày nay thì cái việc nó dễ, vì nó có cái ngân hàng đen, nó lưu tất cả thông tin về đen của những cái ứng đen mà mình đã tìm ra đến ngày nay, nên nó phải ý nới rồi đó. Cho nên là có thể tìm xem có cái đề nó trùng lắm với các đối tượng khác hay không. Thì đương nhiên cái sự trùng lắm đó nó có phải tương đối, chứ còn không thể mình so sánh với tất cả các sự vật trong thế giới được. Ví dụ như các chị mình đã khi một cái bệnh rừng rồi, thì các chị chỉ cần so với những con nào có thể tìm thấy có được trùng không. Đó. Còn các chị luôn các chị tìm vi khuẩn ở trên da này thì trên da sẽ không có lây nhiễm gì nữa. Vì các chị không cần so với lây nhiễm gì trên da không có được bao nhiêu thứ, sau đó nó tốt rồi sẽ có tốt rồi nó có cũng khác nhau rồi đây thì có cái nữa đó là cái acid uric nó có thể là ADP hoặc là RNG, mỗi cái người ta có lợi thế đó. Ví dụ như ADN thì nó bền, các chị có thể tìm thấy những cái phân tử ADN mà có tuổi đời đầy đủ năm thậm chí hàng trăm triệu năm, ví dụ người ta tìm được ADN của voi của người bình thường nó vẫn còn tìm được, nhưng cái ADN thì không. ADN nó có thủy rất là nhanh, tại vì nó chỉ là ở trung gian rất là nhanh sau khi cái sinh vật trở thành rất là rồi. Vì vậy cái đó nó dẫn đến cái lợi thế của ADN, nó chỗ là nếu các chị tìm thấy ADN đưa các cái con vào các chị nó sở hữu cái đó nó còn sống. Ví dụ như bây giờ các chị dùng thuốc, các chị chữa nhiễm trùng đường tiểu, người chữa lamia đi, rồi sau đó các chị lấy nước tiểu, các chị tìm lamia bằng lai phân tử. Nếu mà các chị thấy không thấy, các chị thấy có cái ADN thì không có nghĩa là có một vi khuẩn tại con nó chết rồi nhưng cái ADN không còn, đúng không? Thế vậy làm sao để người ta khẳng định là cái con này nó sạch rồi thì người ta sau khi ngưng thuốc toàn bộ một tuần thì người ta mới lấy mẫu. Lúc đó cái sự nó có ADN và nó có rất là cái con không xong. Còn nếu mà không có ADN thì nó là sạch rồi. Nó dự lưu ý là tại vì cái ADN nó tồn tại rất là lâu, cho nên đó là nó chỉ có để một thời gian sau khi điều trị để cho cái tử nó phải cái con mà đã chết ra rồi. Thì lúc đó mình lấy cái tử mình bắt mình tìm ADN, thì nếu mình vẫn còn tìm ADN tức là cái con nó đã tái phát, còn đó họ chưa điều trị dứt điểm. Thế còn các chị mà đang dùng thuốc kháng sinh, rồi các chị đi lấy mẫu thì các chị cái con vi khuẩn nó bị kháng sinh tiêu diệt, nó vẫn còn cái ADN, các chị phát hiện được ADN đó thì cái con nó đã chết rồi, là bị kháng sinh đã tiêu diệt cái con nó rồi. Ngược lại nếu mà cái mục đích của các chị nó là ADN đó,
thì ra thành nó chỉ tồn tại thời gian rất là ngắn thôi, cho nên là nếu mà cái việc tìm thấy ARN thì có nghĩa là cái con nó hoạt động đó. Đó, hoặc là nó thứ nhất là chỉ mới chết cách đây vài giờ trong một thời gian rất là ngắn hơn. Rồi ADN thì các vị thấy là thường nó chỉ có một khoảng ADN là nó tương nhiên nhất, là trừ một số trường hợp mà lại nó dùng cái ADN trên sáu bit thì nó có thể có nhiều hơn một khoảng, đúng không? Nhưng mà phần lớn cái ADN mà nó sử dụng là nó cái tích của nó là nằm trên cái gì tất cả, nó chỉ có một bản sao trừ một số gen đặc biệt, nó có nhiều bản sao, ví dụ như gen não hóa cho ARN là tương đối sơ thế này, nó có nhiều bản sao, nhưng mà hầu hết các gen nó chỉ có một khoảng thôi. Thì các vị thì biết đó, cái chuyện lai like, con thử thì cái độ này nó dựa trên cái số lượng không tính. Như vậy nếu mà chỉ có một khoảng thôi, như vậy thì các chị muốn có cái độ nhạy của mình đó là ví dụ như là 10.000 bản sao, 10.000 con tử tích, và mỗi một con tử tích, mỗi một con có một con tử tích thôi, một gen của bản sao, như vậy phải có 10.000 con tử tích để các chị có phát hiện được, đúng không? Ngược lại cái ADN đó, cái ADN thì khi nó phiên mã ra, ADN là sản phẩm phiên mã từ ADN, thì cái ADN nó sẽ có nhiều hơn một bản sao và một cái bản. Vì vậy ví dụ như cái gì muốn có cái số ADN là 10.000 bản thì ta nó chỉ cần có số đôi đi, nó chỉ cần có 1.000 con, 100 con vi khuẩn thôi là nó có thể có được cả 10.000 bản ADN của cái gen đó. Vì vậy tùy theo cái nhu cầu của mình mà mình lựa chọn cái đích là ADN cũng là đích là ADN. Và các chị cũng lưu ý là sự khác biệt giữa đó ADN với ADN là điều mình kết luận là cái con nó còn sống sẽ chết. Thì nói chung nó có nhiều cái tôi thấy là ai cũng tự thấy nhau các chị chọn theo cuốn sách nha. Rồi một cái nhược điểm của cái ai cũng tự đó, đó là cái độ nhạy nó thấp, mặc dù nó cao hơn rất là nhiều so với những cái phương pháp điện học khác, tuy nhiên nó là độ nhạy chung không thấp. Thường đó là một cái phương pháp ai cũng tự đó, cái độ nhạy mà thực tế là nó cỡ khoảng 10.000 bản cho 10 bản sao. Mặc dù gần đây có những cái phương pháp nó cho độ nhạy cao hơn, ví dụ nó xuống đến cả 100%, nhưng mà trên thực tế cái độ nhạy lý thuyết nó xuống 100% thì độ nhạy thực tế nó sẽ không có cả chục lần. Vậy người ta sẽ dùng cái biện pháp là quất lại cái hiệu lai, người ta có thể nhiều cách để người ta quất lại cái hiệu. Một cách đó là người ta dùng dò không nhanh. Như vậy các vị thấy bình thường á, một con tử tích nó sẽ gắn được một cái đạn dò tín hiệu, đúng không? Và nó cho được một cái tín hiệu. Vậy muốn có 10.000 cái tín hiệu thì các vị sẽ có 10.000 con tử tích, đúng không? Bây giờ người ta dùng đạn dò nhắn á, một con tử tích người ta gắn được một hồ đô nó ra rồi đạn dò nhắn, cái đầu dò nhắn này nó gắn được cả hàng chục cái tín hiệu. Vì vậy một cái con tử tích nó dẫn đến một chục cái tín hiệu, như vậy thì cái độ nhạy nó tăng lên, đúng không? Đó là cái cách để mà có nhận hiệu là như vậy. Trong những trường hợp còn lại đó là cái nhóm tôi nói là nhóm tôi thấp quyết đại, trong những cái tầm quan là thì nhớ là nó từ lấy hàng của độ nhạy. Nhưng mà phương pháp lai là cái nền tảng của các cái phương pháp mà chuẩn bị cho nên người lớn có phương pháp chuẩn bị cái người lớn nào mà không có nhiều tương lai cả. Vì vậy khi mà người ta cần cái độ nhạy hơn đó thì người ta làm cái gì, người ta quất lại cái người lớn nó lên, tức là người ta làm cho cái số bản sao của người lớn nó tăng lên. Vậy như vậy ví dụ ban đầu nó có một cái người lớn thì đương nhiên là phương pháp lai nó không phát hiện được là nó không đủ độ nhạy. Bây giờ nếu người ta sao thì chắc người ta sao thì người ta đang tặng gần như 1.000.000 bản thì đương nhiên là sẽ phát hiện được bằng phương pháp lai, đúng không? Vậy cái đó là cái chỗ mà của cái phương pháp tất cả. Thì cái này nhắc lại thôi, cái này cái gì đâu, cái động tử là phương pháp tất cả mà được sử dụng phổ biến nhất đó, mà chẩn đoán tất tử đó là PCR. Cái lý do mà nó phổ biến đó là vì nó được là một cái phương pháp mà có đại đầu tiên thì đang cái thứ hai nữa đó là cái tính chất mở lúc ông bà người ta tại vì hà cô đích là cái phương pháp tên phương pháp này không lấy cả quyền của nó và công bố nó rộng rãi và ai cũng có quyền mà bị sai hết và ta từ kiểm chứng để cả các chị ứng dụng đó để các chị làm ra tiền, tức là kinh doanh ví dụ như chị làm dịch vụ kinh doanh thì sẽ kinh doanh sản phẩm để kinh doanh và ta từ quyền, cho nên nói chung ai cũng có thể làm.
làm được, chúng ta trở thành một cái đúng dân hoặc là được cái xe phổ biến. Còn những cái phương pháp còn lại mà tôi sẽ trình bày sau các cái xe đó là những phương pháp mà được phát triển sau. Và thường những cái phương pháp đó là công ty hay các cá nhân là phát minh những phương pháp đó họ dùng bản quyền, tức là ai cũng sử dụng và trả tiền cho họ. Vì vậy nó làm cho cái phương pháp nó có tính độc quyền và nó giới hạn trong phạm vi nhất định chứ không có phổ biến như là VCR. Còn VCR thì các bạn nhớ là VCR có rất là nhiều nhược điểm, rất nhiều nhược điểm. Cái ưu điểm đó là nhạy, tức là thứ hai nữa là dễ, thứ ba nữa là rẻ, là vì nó không có tính tiền bản quyền. Nói như vậy thôi không có nghĩa là nó không có bản quyền trong đó, thì gì chúng ta bản quyền của nó linh hoạt hơn. Ví dụ trong VCR cái nhịp cầm của các em tin là tin polymer chịu nhiệt, cái tắc polymer là các em tin mà phổ biến để sử dụng trong nhận VCR. Thì nói chung hầu hết các em tin polymer mà chịu nhiệt đều có bản quyền. Nên là cái bản tự thân cái bản tính thì nó không có bản quyền, các em tin thì có bản quyền. Cho nên là các chị nó có bản quyền, ví dụ như ROS thì giờ đang giữ bản quyền của tắc polymer. Nên các chị là để VCR mà chịu nhiệt tắc polymer thì các chị không phải mua bản quyền về cái phản ứng. Nhưng mà các chị phải mua bản quyền nhân tiền. Và các chị phải hỏi ROS rồi ROS nó có quyền cho các chị sử dụng nhân tiền của nó ở trong việc làm cái thiết dự đoán hay không. Cái thứ hai nữa là do cái độ nhảy rất là cao nên cái nguy cơ ngoại nhiễm rất là cao. Cái ngoại nhiễm nó hình dung như vậy, các chị thấy đó, một trình tự tích sau khi mà qua PCR xong có thể phức tạp lên thành hàng tỷ trình tự tích, chỉ trong vòng khoảng 2-3 giờ thôi thì là sẽ phức tạp lên thành hàng tỷ trình tự tích. Và nếu có những thao tác không khéo đó, thì cái dung dịch mà chứa hàng tỷ trình tự tích nó có thể biến thành khí dung, nó bay ra trong không khí, tức là trong cái quá trình thao tác hút ra hút vào cái sản phẩm phức đại nó sẽ chỉ đi nát tỷ nó đi làm cái bản thân và đọc kết quả đó, thì cái sản phẩm phức đại nó sẽ biến thành khí dung và quay có tay trong không khí. Vì vậy những cái lần thí nghiệm tiếp theo đó, cái mẫu anh em và dương tính ở trong cái không khí nó sẽ rơi vào trong và nó làm cái ống mới để làm dương tính. Vì vậy cái gì hình dung cái tình huống như vậy, cái gì mở một cái phòng xét nghiệm tư bản lên đó đây là chuẩn đoán một công nghệ hiện đại sinh học nguyên tử thì vân 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 rồi. Đó là người ta tới chúng ta chẩn đoán ngày đầu tiên có một bệnh nhân đưa một cái mẫu chẩn đoán nó là dương tính HIV, ví dụ như thế này. Dạ. Mấy bệnh nhân sao dương tính HIV lắm sau đó cái gì làm sao đó biết là mấy người sau là ai cũng dương tính HIV hết, trong đó là phần lớn là họ có dương tính HIV, họ ăn chơi khoa học lắm nên là HIV ăn chơi khoa học, ăn chơi khoa học. Vậy thì ra cái gì mà phán họ HIV thì nhiều khi là sẽ là còn cái gọn tự tử hoặc là thì nó bị về bị là đuổi ra khỏi nhà đó thôi chị rất là phức tạp. Cho nên đó là cái gì phải cái điều kiện của xe nói chung mình cũng biết cách phương pháp phức tạp nói chung đó và cái điều khoản đuôi đó là trong hoàn diện ví dụ như là trong sách nó gợi ý cho một số cơ bản trong hoàn diện còn cái đó thì các chị sử dụng áp dụng nó tại vì xe thiết bị của người đặc biệt. Rồi VCR nó rất là nhiều biến thể, thì nó có tới vài chục biến thể của VCR khác nhau để mà áp dụng cho các tình huống khác nhau. Đây là một số cái. Ví dụ kia là VCR gọi là RT VCR đó, rồi gọi là VCR, tức là VCR mà cái nguyên liệu ban đầu, cái ADN ban đầu nó là ADN. Cái gì nhớ là VCR nó chỉ hoạt động về ADN thôi, không hoạt động về ADN. Nếu như bắt đầu là có hai đợt là mình sẽ có virus chủ HIV này, đó là hai đợt là virus. Như vậy là cái công lượng truyền qua hai đợt là người ta dùng là tên xe người ta biết cái hai đợt là hai đợt hai đen trước là sử dụng được xe, tức là người ta dùng một tiên điều vật thành thứ ba, người ta tổng hợp hai đợt bổ sung với cái hai đợt là virus, sau đó người ta lấy ra hai đợt bổ sung đó là làm khuôn mẫu người ta chạy đi xe nha. Còn là nét lực PCR, tức là người ta sử dụng hai cái mồi, một mồi đặc hiệu cao và một mồi đặc hiệu thấp để mà làm tăng cái đặc hiệu, cái đặc hiệu cũng như là thành công của cái thành ấy. Còn là dùng vân tinh lấy, tức là trong một thứ người ta cùng một lúc người ta phát hiện nhiều
phân tử đích với nhiều bộ mồ khác nhau đó. Thì nói chung cái phân tử lắc nó tiện lợi, tại vì các chị có thể làm ra một bộ kit thôi nhưng mà trực tuyến được ba bộ khác nhau. Ví dụ như là một bộ kit các chị trực tuyến tất cả các loại nhiễm trùng đường tiểu, ví dụ như gồm có chlamydia, lẩu, rồi nhiễm mai, ví dụ như thường thường mình đang làm này thường là chlamydia bắt đầu là hai cái đó chung với nhau, mình đang làm một cái là thì cả hai nó cùng lúc. Nhưng mà trong cái mặt tiên lát á, cái là cái thiết kế không khéo á, thì là hai cái đích nó cạnh tranh lẫn nhau, cho nên cả hai cái cùng dương tính thì dẫn tới một cái. Ví dụ trong cái mẫu nó có cả chlamydia lẫn lậu như này, thì đôi khi mình chỉ phát hiện được lậu nha, không phát hiện được chlamydia, tại vì cái ADN của cái con lậu nó nhiều quá, tức như nó cạnh tranh, nó làm cho cái phản ứng mà đối với cùng mẫu cũng là không chỉ ra được. Cái đó là do gen đích của mình rồi thầy, do chất lượng của ban đầu thôi, chứ đâu phải là tại vì cho vấn đề mạnh liệt. Cái mẫu là thực tế, nhưng mình không có thiết kế là cái mẫu. Khi người ta thiết kế cái phương pháp thì người ta làm cái mẫu giả chứa dụng 50% ADN của lậu, 50% ADN của chlamydia là chạy thấy bình thường. Nhưng mà trong thực tế nó chỉ lấy cái mẫu của tiểu cái này, trong đó 90% ADN đó là của lậu, 10% là của chlamydia. Cái ADN còn nó nhiều quá, tức chứa luôn là cái vấn đề mà bỏ hoa diễm thì nó có phải sao đó chị tự động nhân tạo đâu các chị sẽ mở tất cả cái này chung luôn nha, chứ không có riêng từ bên nghe đó. Nói chung là chị có những cái cách sau rồi chị phát hiện không có trời rất là đơn giản mà cũng được chị, chứ còn giờ không ai dùng nữa đó là nhuộm tức là các chị điện đi nhân tạo tự theo rồi sau đó các chị nhuộm nó bằng là thuốc nhuộm, ví dụ như cái thuốc nhuộm mai hoặc là những cái thuốc nhuộm giờ ta xài đến hồi xài thì nói chung là cái này nó chậm, nó không tự động hóa được, rồi nó không có độc hại. Ví dụ các chị sử dụng cái thuốc nhuộm độc, ví dụ như là cái thuốc nhuộm mai, bây giờ nó có những thuốc nhuộm xịn hơn nhưng mà phát tiền hơn, nhưng mà cái ghi không có đây. Và cái thao tác mà chạy điện đi đó, thao tác hút ra đen ra rồi cho vào miếng rồi chạy điện đi đó, rất là dễ tạo ra ví dụ của cái sản phẩm, nó làm cho cái nguy cơ bị chéo nó tăng lên rất là nhiều. Cho nên khi mà cái chị mà sử dụng cái điện đi này đó, thì cái chị phải nói chị cắt ly cái khu vực điện đi ra khỏi cái khu vực họ bị xử lý cái mỏ, nhận mỏ xử lý mỏ của đen đen bất lại khi xe thực hiện ra cái xe ở một nơi đen nó chị phát hiện sản phẩm ở nơi đen giữa các cái nơi khi các chị lưu chuyển cái mẫu giữa các cái nơi đó phóng nó đông ra, nó bị mở ra, nó mở ra nó quay cái khuôn mẫu ra. Đặc biệt là cái khuôn mẫu sau khi các chị khuếch đại xong rồi còn mẫu nó bảo vệ nó chứa hàng tỷ bạn khuôn mẫu, các chị chỉ cần mở nó ra thao tác một khéo là sẽ quay nó vài con tử quay ra ngoài thôi. Thì người lâu ngày tích lũy nó tới từ cái phòng lên, như vậy là mẫu nào cũng chỉ có một tinh. Cái cách thứ hai mà người ta hay áp dụng hơn đó là kỹ thuật lai, là cách phổ biến của các hãng sản phẩm. Thì bây giờ cái sản phẩm khuếch đại đó, người ta đem lai với một làm giỏ. Thì cái gì thì ta thấy ở đây là bản thân cái VCA nó có sử dụng phương pháp lai không? Có. Bản thân VCA nó vẫn là lai, tại vì nó cần cái lai cái đồng hồi vào, cái đồng hồi lai vào rồi nó mới chạy được VCA. Thế nên bản của VCA nó vẫn là lai phân tử. Nhưng mà khi người ta phát hiện, người ta lại áp thêm một cái pha phân tử khác để người ta phát hiện cái sản phẩm khác lại. Thì như vậy, cái gì lưu ý ở đây nó có một cái đó, đó là khi cái chuyện thực hiện VCA đó là cái chuyện tổng hợp cái ADN mới. Cái chuyện nhớ là cái chuyện cái ADN, cái chuyện thiết kế đó, ta không có ngồi thôi. Cái sao? Rồi chị coi chị vẽ này nha, chị vẽ tình huống nhảy là vẽ được chị con chuẩn bị quay vào đây coi chị cái khuôn mẫu này không lấy gì đâu mẫu này thiết kế là ngồi từ đây tới đây, mẫu thứ hai từ đây tới đây, sau đó cái chị có đại lên là cái chị có đại
Cái màu là xem có
Và nếu mà nó có màu mấy cái ảnh luôn đó, cái cường độ màu lớn hơn cái độ nhất định thì người ta kết luận là chúng ta là diễn ra, và phải chúng ta diễn ra tức là nó có sản phẩm rất dài và sản phẩm là nó đúng đó. Rồi người ta kết luận đó là cái đối tượng mà nó mang cái sản phẩm rất dài, ví dụ như mình đang chuyển đến con lao thì nó là vui tính. Và nếu như mà không có nguyên con lao thì cái là cái thức đại nó sẽ không có sản phẩm, không có sản phẩm thì nó sẽ không có thương hiệu, không có thương hiệu ngọc. Hoặc là làm một kiểu như là ví dụ như cái thiết kế cái đặt tròn một đầu nó gắn vào trên một đầu gắn dioxin, vậy cái sản phẩm nó ra được đó là nó sản phẩm nó như vậy, là một đầu vào trên một đầu là dioxin, đầu vào trên là hơi tắt một cái điểm nhập phụ chất đại đi chất đại đi là một cái dạng của amidin, là nó cũng tắt được bao nhiêu. Rồi. Sau đó người ta dùng kháng thể kháng dioxin, mà kháng thể này gặp ví dụ như là anti, ví dụ anh trong đầu này thì anti này là anh có đang có ta nhé, anti là từ chỉ chọn chọn từ từ nó có hai từ phổ biến là anh có đang có ta với lại là sẽ đến bởi vì những người thì cái đầu của nó là cái đầu thì cái hàng đi rồi đó thì chúng ta có thể cải tiến cái xe này làm ra hơn ba xe, tức là vừa chạy vừa có chạy vừa phát hiện trong cùng một lúc trong cùng một ống luôn, không có mở ống ra để chúng ta để phát hiện nữa. Thì cái riêng ba xe cái này đọc cái nguyên lý các nguyên lý như là các phương án có nhất là ba phương án xe khác nhau là sử dụng hơn thuốc dưỡng trang dưỡng là phân riêng hoặc là phân phụ làm giò hoặc là lãng làm giò, các bạn cứ thử ăn như vậy. Thì mỗi nguyên lý nó có điện nó hai cái đầu cái thứ ba nó ít sử dụng hơn nhưng mà nó thật ra là nó nhẹ hơn tại vì nó đắt tiền hơn. Thì cái riêng tham gia nó cho thấy là tất cả sản phẩm ngay từ đó không cần mở ra và theo thời gian tập luôn, tức là những cái gì chạy đi xe thì chạy 30 chu kỳ đúng không? Tức là sau một chu kỳ người ta sẽ đọc kết quả một lần mà không phải mở ống ra. Và khi nào mà nó có cái kết quả dương tính thì người ta sẽ dừng lại. Còn nếu mà nó âm tính hoài và chạy đủ 30 chu kỳ nó vẫn âm tính thì người ta tiếp tục nó làm cái gì. Cái ưu điểm thứ hai của cái xe là cho phép định lượng. Làm sao mà cái xe thứ hai cái xe là cho phép định lượng được? Thì các chị ta thấy đó, những cái cách có phát hiện là nó dựa trên cái số sản phẩm. Ví dụ như bây giờ cái số sợi đôi tăng lên, vì vậy cái số sản phẩm tăng lên thì cái số mà sai đôi lên nó xen giữa vào cái phần tử nó sẽ nhiều lên, vậy cái cường độ nó sẽ mạnh lên, đúng không? Càng nhiều sản phẩm thì cường độ nó sẽ mạnh, đúng không? Và cái giả thứ là cái máy đọc đó, nó đọc được một cái cường độ nào đó có liên quan đến số phân tử sản phẩm. Để cho nên để có vấn đề ví dụ mình đặt cái lượng đó là 100 phân tử. Thực tế là cái lượng phân tử phải có 1.000 đến 10.000 phân tử. Thôi là để cho nó đơn giản có lấy cái lượng là 100 phân tử. Thôi cái chuyện lý là một cái khuôn mẫu ban đầu sau một chu kỳ nó thành hai khuôn mẫu, đúng không? Sau ba chu kỳ sau hai chu kỳ là 4, 3 là 8, 4 là 16, 5 là 32, 6 là 34, 7 là 33, nhưng sau 7 chu kỳ cái số khuôn mẫu nó sẽ vượt rồi và nó sẽ cho tính để đọc dương tính. Như vậy nếu mà sau 7 chu kỳ mà nó vượt ngưỡng thì ban đầu nó có 1 phân tử, nếu mà nó có 2 phân tử thì chỉ cần 6 chu kỳ nó đạt vượt ngưỡng, nó là nó có 3 phân tử chỉ cần 4 chu kỳ nó 5 chu kỳ nó đạt vượt ngưỡng. Và dựa lên cái số chu kỳ mà cần cái xe để mà cái tính để nó vượt ngưỡng, tức là gọi là cái đó nó gọi là chu kỳ ngưỡng, người ta sẽ tính ra được cái số phân tử quan trọng. Đó là cái nguồn tính toán và định lượng đó là vậy. Như vậy cái pizza, như hai pizza nó cho phép mình định lượng. Vì ngày nay nó nhiều ví dụ chẩn đoán pizza nó quá nhạy, cho nên nó chỉ cần có một phân tử, một con virus trong máu thôi là nó cũng phát hiện được. Nhưng mà ví dụ bây giờ cái gì chẩn đoán viêm gan CBC như này hay CBB như này, cái gì bảo trong máu người ta có một con virus, rồi kết luận người ta bị viêm gan là không quốc tế. Và vì người ta có thể bị mắc lòng, nó chưa đủ lượng virus để gây ra viêm gan. Còn nếu cái chuyện phát hiện kiểu đấy thì
anh chị sẽ kết luận sao. Cho nên bây giờ là cái gì cũng thiệt đấy, người ta viêm gan, viêm gan B, viêm gan C, cái gì phải lượng, tức là cái số virus nó phóng là lên một cái ngưỡng nào đó, ví dụ như là 1 triệu virus trở lên thì cái gì có kết luận là người ta bị nhiễm virus viêm gan, chứ còn dưới đó thì người ta chỉ mang phòng thôi, người ta chưa có bệnh hoặc là không có nguy hiểm gì cả. Vậy thì cái bệnh xe bình thường cái gì cái bệnh nhân nhẹ thôi, có cái thằng cái gì không đủ có bệnh chứ sao không nữa, ngày nay thì nhiều quá cứ để không vậy cho bị nuôi bệnh hoàn toàn được chị, mà nó lại như cái quan tâm nó liên quan đến là gì đâu mà được cái gì virus gì ngủ mà đó là cái bệnh xe rồi cái điều đấy một cái nha, phải có tại thứ hai đó là cái chủ đi ra là bệnh xe tham gia là gây trên reaction, cái nguyên lý nó cũng tương tự nó lại cho cái ung thư. Nhưng mà ở đây các bạn có biết nó không phải là phản ứng xuất phát của bởi polymerase, nó là phản ứng tổng hợp. Phản ứng ở đây là xuất phát của cái tiêm nối, là tiêm nối. Cái tiêm nối các bạn nhớ là tiêm nối phân tử. Thế vậy chúng ta làm phản ứng như sau, cái phân tử nó làm thì đơn, nó biến tính nó thành thì đơn. Cái đó là tại do lâu nó lai, cái là bốn cái hồi một cả, mỗi một sợi thì mình lai hai hồi, một hồi trước, một hồi sau, một hồi trước, một hồi sau, hai hồi này lai với nhau liên tiếp. Như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là giữa hai hồi này nó chỉ còn thiếu có mỗi cái gì đấy, thì có coi đến đây giữa hai cái đầu dòng này. Hai. Nếu vậy là cái giai đoạn nó tạo thành nó ngắn ngủn. Cái đoạn tạo thành nó ngắn ngủn tại vì hai cái đoạn mồi nó sát lên rồi. Ví dụ như bây giờ mỗi cái đoạn giò là 25 đô. Đúng không? 25 đô. Như vậy là hai cái gắn liên tiếp với nhau là tổng là 50 đô. Nối với nhau lại thành một cái đoạn là 50 đô. Elimia nó sẽ nối với hai cái đoạn giò là một đoạn liên tục là 50 đô. Sau đó người ta là biến tính cái này ra thành ra là hai cái đoạn mới. Mới nối lại và hai cái đoạn cũ. Hai đoạn cũ sẽ tạo lại hai đoạn mới tiếp tục ngắn. Rồi tiếp tục nó lại cuối cùng sản phẩm thu được nó là cái này. Nó nối bốn cái đoạn giò là thành một đoạn cái dây đô mà dài khoảng độ 50 đô, dài tổng tổng thì dài khoảng 2 đoạn giò đầu. Nếu so nó với PCR thì sao thầy? Có nghĩa PCR thì được đọng mỗi hai bên. Cái gì cũng thấy đó là nó cũng có tính chu kỳ mà nó cũng sẽ bất đại lên, tại vì so mỗi chu kỳ cái số này tăng lên gấp đôi, cái số sợi đôi nó còn tăng lên gấp đôi. Nhưng ở đây là nó không có sự tổng hợp mới của ADN, nó chỉ là sự nối lại của những cái đoạn giò cung cấp. Và cái sự nối đó liên quan đến đặc đích, nếu mà không có đặc đích thì cái đoạn mồi này nè nó không có gắn lên được và nó sẽ không có nối. Cho nên cái MCA này nó có một cái điểm khác biệt ngoài cái độ nhạy, tại vì nó cũng là một quá trình đại, cho nên nó có độ nhạy, nó cũng tương tự với MCA. Nó lại có thêm một cái lợi ích nữa đó là tính đặc hiệu. Thì bình thường đó khi mà PCR nó hoạt động đó, nó chỉ sử dụng một cái đặt ngồi khoảng 20 đô, hay là khoảng 20 đô hay đầu. Thế như vậy, nhưng mà chị lưu ý là khi mà cái phản ứng tổng hợp nó đến cho cái polymerase đó, là cái lựa chọn về đặc hiệu của polymerase đối với cái sự lai phân tử nó không cao. Cho nên là cái PCR nó rất là dễ bị sai nếu mà nó chỉ tiếp kiến mồi không tốt. Ví dụ đây là đặc đích nha, những cái mồi nó có thể gắn như vậy, gắn tài dụ á thì nó cũng chạy, đương nhiên là nó chạy đúng không, cái mồi nó có thể gắn như vậy cũng chạy, nó cũng chạy, cái mồi nó gắn như vậy cũng chạy, nó cũng chạy. Miễn sao cái đầu 37 nè, cũng có mồi đã gắn được. Cái đầu 37 mồi đã gắn được là nó sẽ chạy một cái sản phẩm. Như vậy cái tính đặc hiệu của cái việc gắn mồi của bản thân xe nó rất là thấp. Nếu mà cái chuyện thứ nhất là cái điều kiện mà nó có những cái điều kiện mà gì để gắn mồi là nó có điều kiện lai, cái gì không có đủ nghiêm ngặt để đảm bảo là nó lai đặc hiệu á, thì là những cái sản phẩm không đặc hiệu nó sẽ diễn ra, ví dụ như là kiểu này tức là mồi để gắn không đặc hiệu, nó vẫn không cho thành công được. Trong khi đó cái đòi hỏi về cái đặc hiệu trình tự của cái NCDA nó cao hơn, nó đòi hỏi nguyên cầu cái vùng này nè nó phải gắn hoàn hảo hết thì NCDA nó mới chịu nối hai cái sợi này lại. Còn nếu như có một nô là đó không khớp thì NCDA sẽ không nối.
đối thì nó sẽ không có sản phẩm. Vì vậy á, cái mức đặc hiệu của xe nó cao hơn. Mặt cái đó, cái sự mà gắn đặc hiệu nó liên tục lên 50 đô, còn cái xe cái sự gắn đặc hiệu chỉ cần liên tục lên khoảng độ 20-25 đô thôi. Còn cái hồn xe nó chỉ dài khoảng độ 25-30 đô là tuần hơn. Thì như vậy cái độ dài mà để mà đảm bảo cái đặc hiệu của cái mồi xe nó ngắn hơn. Còn đó có cái đi ghe cái này, nếu mà anh chị sử dụng cái mồi 25 đô lên 12 mồi là 50 đô, nó gắn liên tục, đúng liên tục trên 25 đô liên tục. Trên 50 đô liên tục thì nó mới có được cái tính đặc hiệu đó, tính tự của cái ghe nó cao hơn. Cho nên cái tính đặc hiệu của cái bản ứng chuỗi đi ghe đó thì về lý thuyết nó càng hơn. Và cái nữa đó, đó là nó không có tổng hợp ra trình tự nào mới cả. Với nó không có tổng hợp ra trình tự nào mới. Nên cái việc mà xác nhận sản phẩm là không cần thiết. Đối với BCA là cái gì muốn cái phương pháp và cái gì cái muốn kỹ thuật cái kit hay là cái sản phẩm chẩn đoán ra thì nó được phê chuẩn bởi những cơ quan ở như nhà ra từ cho cái khoản đầu tư xác nhận sản phẩm. Nói chung là các chị muốn đảm bảo nó chính xác rồi nó sẽ có đúng sản phẩm. Đối với xe này thì không cần, tại vì nó không có tổng hợp nó chỉ nói là chỉ nói về cái dịch vụ này thôi. Cho nên là không cần phải biết nó. Nhưng mà với xe với em xe nó chỉ thấy là nó đều sử dụng chu kỳ nhiệt, tức là dùng nhiệt để biến tính nó thành sự đơn, nó cho gắn mồi hạ nhiệt độ, gắn mồi và tăng nhiệt độ lên để mà nấu. Người ta cũng trong phản ứng là em xe này cái liên gan của nó là liên gan chuyển nhiệt. Enzymegan là điều kiện giống như tắc polymer điều kiện gì vậy? Vì vậy là các phản ứng nó sẽ có tính chu kỳ nhiệt, tức là nhiệt độ cao để nguyên tính, hạ nhiệt độ xuống tới gắn mồi và sau đó nâng nhiệt độ lên bằng nhiệt độ khối lưu của enzyme để mà thực hiện cái phản ứng và sau đó lại gặp lại nguyên tính và gắn mồi rồi gặp phản ứng. Vì vậy nó là hỏi gì, chúng ta hỏi cái gì cho có cái máy để mà tạo ra chu kỳ nhiệt. Xài chung với máy BCA được không nào? Xài chung với máy BCA. Đúng là cái em xe nó chạy chung cái máy BCA đó. Rồi là cái máy BCA nó gọi là máy BCA rồi ra gọi tên nó chính xác là máy tạo chu kỳ nhiệt. Thermocycler, máy luân nhiệt. Nếu mình gọi máy BCA làm đơn, nó là máy luân nhiệt. Mình có thể dùng cái máy luân nhiệt để làm bất cứ gì mà cần chu kỳ nhiệt. Ví dụ như BCA, MCA. Cái bên ngoài cho cái hình dung của các em là có cái hai tầng cái ban đầu khuôn mẫu ban đầu là nó là sợi đơn, người ta dùng gì người ta biến tính nó thành hai sợi đơn, tôi để một sợi màu đỏ một sợi màu đen là cái gì không bị cái sợi cái gắn mồi người ta có bốn mồi tất cả. Bốn mồi có bốn màu khác nhau, cái chuyện thấy là bốn mồi hoàn toàn khác nhau. Sau đó thì nó sẽ nối lại thành một sợi. Ví như vậy cái sợi phải đối diện bổ sung với là sợi đỏ là sợi đen, mà cái sợi mà đối diện với là bổ sung với sợi đen đó chính là sợi đỏ, đúng không? Đây là sản phẩm. Ở chu kỳ tiếp theo nó sẽ biến tính, bây giờ mình sẽ có cái khuôn mẫu ban đầu và cái khuôn mẫu mới nối lại, khuôn mẫu ban đầu và khuôn mẫu mới nối lại. Cho nên một gắn mồi, đúng không? Và bây giờ nó nối lại thì bây giờ là cái gì thấy là một sợi đôi và hai sợi đôi, bây giờ là bốn sợi đôi. Như vậy là cái nó sau một cái gì cái số sợi đôi nó cũng tăng gấp đôi lên, nó cũng có hiệu ứng khuếch đại như là BCA. Nhưng mà nó có vấn đề ở đây là cái gì nó thấy đó, là trong cái BCA nó sử dụng cái chu kỳ nhiệt, chu kỳ nhiệt nó dẫn đến là cái gì mà cần quá nhiệt, cần quá cái thang chu kỳ nhiệt. Bây giờ tôi giới thiệu cái gì một cái phương pháp khác mà nó không có sử dụng chu kỳ nhiệt, đó là phương pháp khuếch đại dựa trên chữ phiên mã. Cái gì còn nhớ chữ phiên mã không? Phiên mã là có từ enzyme A RN polymerase nhận diện promoter và sau đó tách sợi và lấy một trong hai sợi mà khuôn mẫu tổng hợp ra sản phẩm là A RN, đúng không? Đó là từ phiên mã. Chữ mã sẽ đi đến cái vị trí kết thúc, tức là terminator hoặc là trường hợp chữ mã hết sợi thì thôi, đúng không? Nó sẽ dừng lại. Như vậy đó là một cái phân tử ADN mà nó muốn được phiên mã thì thứ nhất là nó phải là ADN cộng một, thứ hai nữa là nó phải là cái gì? 5,3. Nó phải có promoter. Ở
để mà phiên bản nó có thể xảy ra, một là mình cần một cái ADC đôi mà nó có router, thứ hai nữa là mình cần có engine phiên bản nó đọc được cái router đó, đúng không? Vậy với một cái phân tử ADC bất kỳ thì làm sao để đạt được cái chuyện đó? Thì để cho đơn giản tôi sẽ bắt đầu với là cái sản phẩm trước, tức là cái ADC đó. Cái ADN đó thì nó phải gắn một cái đoạn ngồi là ADN. Cái sợi trên thì nó là ADN, ADN mình cần phát hiện, cần phát đạo. Thì mình gắn với một cái đoạn ngồi. Đoạn ngồi này là ADN mà nó có hai phần. Một phần đen là các bổ sung đặc hiệu của cái ADN. Và một cái phần trắng này là chứa cái điện tử của một cái bộ tơ nào đó. Người ta mới cho enzyme truyền vật cho chúng ta vào. Enzyme truyền vật cho chúng ta sẽ sử dụng cái khoáng có bảy tự do này, nó sẽ tổng hợp một sợi ADN mới. Cái sợi màu trắng này là mới là ADN bổ sung với lại sợi ADN ở trên. Như vậy ở đây mình sẽ thu được cái gì? Mình sẽ thu được một cái sợi ADN mới tổng hợp. Nó đang gắn với lại một sợi ADN cũ, đúng không? Người ta mới xử lý cái sản phẩm này, đó là một cái enzyme khác, enzyme RNA. Enzyme RNA các chị còn nhớ trong cái dòng phân tử không? Nó sẽ phân hủy cái phần ADN và đang lai cho ADN. Cho cái phần ADN mà chỉ phân hủy trên nó chừa lại sợi ADN. Đúng không? Cái sợi ADN này á, người ta mới gắn cái phần thứ hai ở cái đầu bên kia. Cái phần ADN ở đầu bên kia. Thì người ta sử dụng cái enzyme polymerase bình thường. Cái này gắn vào cái gì đấy, có hát bằng bài tự do. Và cái ADN polymerase nó sẽ tổng hợp sợi ADN mới cho nên tận đủ lên này. Thì cái sản phẩm thu được là một cái ADN sợi đôi. Và nó có cái gì? Cái này. Cái đồ motor. Cái đồ motor. Đúng không? Thì cái đồ motor ban đầu nó không có số đâu ấy. Mình đến khi đến chỗ này thì mình chỉ thấy là cái đồ motor nó ra được thành sợi đôi. Thì tổng hợp. Thế vậy cái phân tử này nó khỏa cái điều kiện để mà phiên bản là ADN sợi đôi mà nó có phụng tơ. Thế vậy cái lúc này enzyme ADN nó sẽ tạo cái phụng tơ này và phiên bản. Cái đặc điểm của phiên bản nó khác cái đặc điểm tổng hợp ADN là tổng hợp ADN mỗi lần enzyme hoạt động nó tạo ra được một sản phẩm thôi. Còn phiên bản mỗi lần enzyme nó đọc liên tục ra hàng trăm sản phẩm. Cho nên nó sẽ đọc cái này và nó phiên cái hàng trăm cái sản phẩm A được nào. Như vậy cái sản phẩm A được nào là tiếp tục cái chương trình như thế nào? Như vậy ở đây á, anh chị thấy nó liên quan đến bốn cái enzyme khác nhau. Enzyme reverse, enzyme sine, enzyme RNA, enzyme ADN polymerase và enzyme ARN polymerase. Bốn cái enzyme khác nhau. Tất cả các enzyme này có thể hoạt động ở cùng một nhiệt độ, ví dụ như là 50 độ, 45 độ, 50 độ. Cho nên cái tầng thứ này nó gọi là cái đảm nhiệm. Nó không cần phải có chu kỳ nhiệt, tức là không cần tăng nhiệt độ lên cả nhiệt độ số lượng cao. Tại vì sao? Vì mà các nước ta nó không hoạt động, nó không có chịu nhiệt, vì mà các nước ta nó hoạt động ở nhiệt độ tối đa 50 độ C. Enzyme RNA cũng vậy, nó cũng không cần có chu kỳ nhiệt, enzyme này cũng hoạt động ở nhiệt độ nào cũng được. Mà nó không cần có điều kiện cho nên là người ta có thể cho hoạt động ở nhiệt độ thấp ví dụ 450 độ C. Các bạn thấy này không cần nhiệt độ cao nếu người ta sử dụng một cái enzyme polymerase không điều kiện, dù enzyme polymerase đủ năng lượng chẳng hạn, đó thì nó cũng không cần điều kiện. Và các bạn thấy này là cũng không cần phải điều kiện, và người ta có thể sử dụng một cái enzyme polymerase bình thường. Các bạn có thể tại bộ bốn cái bạn thấy này đó nó diễn ra ở cùng một nhiệt độ. Cho nên cái này nó là đặc biệt. Có nghĩa là sao? Cái gì ra cái bản thân đó là chỉ cho cái bộ phận vào. ADN. Cho cái bộ này. Sao là ADN? Là sợi đôi hả? Thì cái bản thân nó có đọc. Nó tự chạy một hồi. Nó ra một đống cái sản phẩm này. Sản phẩm nó đúng rồi. Rồi cái chuyện lấy cái sản phẩm này thì mang đi cái biện pháp này. Dùng lai, dùng tử hay cái gì đó. Hoặc là... Như vậy á, cái bản ứng này nó có một cái đặc điểm, đó là nó đặc biệt, nó không cần cái gì nhiệt, cho nên cái chị không cần nó có cái máy đơn nhiệt, mà các chị có thể sử dụng một cái tủ nóng hay một cái bếp tích tụ để từ một cái gì thực hiện cao hơn.
Đấy. Điểm thứ hai nữa đó là nó rất là nhanh, tại vì sao phản ứng hơn cái điểm lắp ráp đầy đủ thành phần vào thì nó sẽ tự chạy mà các chị không cần phải tác động. Ví dụ như phản ứng nó có nhiều nhiệm là chị muốn một cái gì mới là các chị phải tăng một độ lên cái tên độ, đúng không? Các chị biến tính nó, sau đó các chị phải hạ nhiệt độ rồi nó gắn ngồi, sau đó nó kéo dài nó ngồi thành một thành phần và ngừng lại đó nếu các chị không tăng một độ lên lại. À, cái gì mà không nâng nhiệt độ lên lại là nó đứng lắm. À, cái gì mà nâng nhiệt độ lên lại cũng tương đối với tính để cho nó có nhiệt độ với các phần mới thì nó ra là nó không. Thế vậy cái gì nó tác động vào thì đặc ứng nó chạy. À, và cái thời gian, cái gì phải mất cái thời gian để nó tăng nhiệt, giảm nhiệt, tăng nhiệt, giảm nhiệt. Cái phản ứng thì có thể rất là nhanh, cái thời gian tăng nhiệt, giảm nhiệt, biến một thời gian nhất định. Cho nên cái phản ứng này về lý thuyết nó sẽ chạy nhanh hơn cái thời gian rất là nhiều, và nhiệt độ cũ là trong một khoảng còn một bài chục phút đó là nó sẽ có ở đây là 7 cặp một tỷ con sao. Cái số lưu kỳ của nó còn thấp hơn nữa, ví dụ các chị bình thường có nhìn thấy là bây giờ sau lưu kỳ nó sẽ tăng gấp đôi, ở đây nó sẽ tăng lên gấp 10 hoặc là tăng lên gấp 100 lần. Vậy thì các chị đạt được cái mùa lưu kỳ này thì nó chỉ cần 9 lưu kỳ, 9 10 lưu kỳ là nó đạt được, còn nó ở bây giờ trong 3 lưu kỳ nó sẽ đạt được. 30 chu kỳ của xe nó dài hơn rất là nhiều. Cái tính đặc nhiệt nó dẫn đến một cái đó là cái gì không có phần lệ thuộc vô cái máy, cho nên cái gì có thể chạy nó đâu được từ phòng mặt được. Nhiều cái gì không ráp đủ thì phòng mặt lớn hơn chạy nó chạy được. Dù là họ giữa đồng trống rồi con. Có cái gì cái vụ cái gì để chuẩn lấy bệnh của cá, chuẩn lấy bệnh của tôm thế này. Vì xuống cái đồng bằng trong cổ lông, hồ trên trồn, nhắn đi chạy trong cổ trồn, đồng bằng không có điện. Mà đâu phải đồng không có mệt hay hãy nói luôn. Ví dụ vậy. À, có nhiều phản ứng khác cũng dựa trên cái nguyên lý mình gần giống như vậy mà nó là cái gì. Ví dụ như phản ứng nó phải sợ, nó sợ nó rất là khó hiểu, nên tôi sẽ hỏi cái gì có gì đâu. Không hỏi gì, không hỏi gì đâu. Cái này hả? Chỉ nguyên nguyên lý cơ bản. Cái việc mà giải thích cái phương pháp này cho các chị hiểu nó hơi quan trọng. Cái nào hả? Mà cái phương pháp này nó không phổ biến lắm. Phương pháp đại sợi STI. Đại thải sợi cái này hả? Có đại thải sợi. À không học cái này. Hoặc là cái phương pháp tốt đại nhờ một cái enzyme tên là QBK. QBK là một cái enzyme của một cái nước MDV. Cái phương pháp này cũng rất là thú vị, nhưng mà cái là cái con nó có cái gì học. Rồi, còn cái phương pháp khác nó đơn giản hơn thì cho các chị học. Phương pháp này rất là thú vị. Cái phương pháp này đó, các chị sẽ bắt đầu với lại cái anh chị đôi bị được. Nếu mà chị đôi thì chị có phải cần có một phút tính phải nào một lần duy nhất là sau đó anh sẽ tự chạy. Cái việc tạo ra cái anh sẽ đơn đầu tiên, cái khuôn mẫu này là đầu tiên nó được gắn một cái đạn mồi, đạn mồi gắn vào cái đạn mồi, nó đặc biệt là nó có cái ba đoạn, ba đoạn, một đoạn ADN phía trước, một đoạn ADN ở giữa và một đoạn ADN phía sau. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như cái đoạn này là 20 đô, cái đoạn ADN này một đô này là 20 đô, tức là có 50 đô. Nhưng mà 20 đô cái này là ADN, 20 đô cái này là ADN, ở giữa là ADN. Và nó cũng lai đặc hiệu được với cái tình tự đích. Khi nó lai với tình tự đích rồi mà có cái gì cho cái ADN này vào á, thì ADN này là cái gì thì có công thủy với cái ADN mà phải lai cái ADN, cho nên cái chỗ này nè. Là ADN đang lai với ADN, chỗ này là ADN lai với ADN, chỗ này là ADN lai với ADN, không có gì diễn ra cả. Chỗ này là cái lỗ tổ ADN lai với ADN. Cái enzyme này không có ưa cắn bỏ ADN đi. Cắt bỏ đi. Cái gì còn nhớ trong cái phản ứng lai đó, cái yếu tố mà nó sẽ quyết định cái sự bền của các phản ứng lai là cái gì? Là chiều dài của phản ứng lai. Bây giờ cái phân tử lai này thì nó chiều dài nó lai bao nhiêu, 50 đô đúng không? 50 đô. Bây giờ khi nó được khắc phục một lỗ vậy thì bên này nó còn 20, bên này nó còn 20 đô. Như vậy là cái nhiệt độ chảy của phân tử này nó
lấy ví dụ như nhiệt độ chảy của phân tử này là 50 độ, là 50 độ C. Nhiệt độ chảy của phân tử này là 20 độ, 20 độ C, 20 độ, 20 độ C, nó được tăng lên chuyện. Như vậy nếu chị thực hiện cái phản ứng này ở nhiệt độ 40 độ C thì cái phân tử này nó bền. Nhưng cái phân tử này nó không bền. 40 độ C là cao hơn nhiệt độ chảy của nó, cho nên cái phân tử này nó ra sẽ chảy. Nó chảy ra thành hai sợi này. Hai người này nó phóng thích cái này là tự do, cái này tự do nó quay trở lại, nó gắn cái hồi mới. Gắn cái hồi mới là nó cắt ra thì nó bị chảy. Và cái thế nó tự chảy nó là cũng là cắt tiền luôn. Và cái nó rất là đơn giản, cái sản phẩm của chúng ta. Cái bài viết thì chúng ta đóng hồi vào nhờ cái mẫu này mà cái hồi nó bị cắt ra. Để bị phát hiện là cái hồi nó bị cắt ra hay không. Chất lượng là nó có kiểm tra hay không. Cái phản ứng mà có hồi hồi này là một phản ứng rất là đơn giản, rất là thú vị mà chỉ sử dụng một anh em thôi. Ủa thầy, cái này nằm đâu trong sách vậy thầy? 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 Không thấy. Đây là thầy. Em kiếm không thấy. Không có cái hình đâu, không có cái hình đâu đó. Em thấy màu vậy thầy? Ủa đâu phải? Qua rồi. Nói rồi. Chết chứ. Rồi không sao. Mày có hết trường rồi. Rồi, phải học. Không sao, cái gì cứ học trên xe lai. Có thầy ơi. Chắc là trang cuối này nó bị mất rồi đó. Xuống đây tại sao nó tăng lên vậy? Sao nó bị biến tính hồi? Nó cắt xong cái hàng kia kìa, có cái hàng ở bên hai bên đó là ADN xong đến ra để ra. Thì cái hàng ADN này bị nó cho tín hiệu cái này lên. Nó tăng này theo thời gian cái này nó tích lũy. Nếu vậy thì cái lượng ban đầu nó phải đạt đủ một lượng nào đó chứ giả sử luôn luôn là bạn đang luôn luôn là cái chuyện cái lượng mồi cái chuyện cho vào trong bất cứ là cái đại nào ý nó được rất là lớn rồi đến hàng chục tỷ hàng trăm tỷ đi nay mẫu của mình nó phải cho vô nhiều chứ tại vì nó đâu có tạo ra bản sao mới đâu nó tạo ra cái này mà cái sản phẩm là cái này chứ sản phẩm không phải là cái này sản phẩm là cái này mấy em nói là cái lượng ban cái lượng DNA đích ban đầu mình đưa vô nó phải nhiều cái lượng DNA của mẫu mà không được cũng là một bản tại vì nó làm ngành nó tái tuần hoàn rồi phía sau một chu kỳ mình thu được hai bạn này hai chu kỳ thu được hai bạn này có một chu kỳ thu được hai bạn này như vậy chưa ở đây nó khép lại nhưng mà nó cứ tự chạy nó chạy một vòng mà trong khi cái nhiệt độ nó thực hiện đời này thấp rồi ở đây mình không nói với là thông qua cái phản ứng đó mà tôi mới vừa giới thiệu đó nhiệt độ của thằng này nó thấp hơn thì lúc đầu cái mùi bát cho cái phương pháp được hút lại nhà đèn mùi bát nó hút lại là cái gì cái gì anh thấy đó là nó cần luôn luôn bắt đầu nó cần nó tạo ra một cái anh sợi tơ bằng cái biện pháp nào đó nha. Ví dụ như trong trường hợp mà của cái con hũ mồi này thì nó tạo ra cái acidin này bằng cách là cái mồi này nó tự tách ra, đúng không? Tự tách ra, nó tạo ra acidin. Trong PCA nó tạo ra acidin bằng cách là dùng nhiệt, biến tính bằng nhiệt. PCA nó tạo ra acidin bằng cách là biến tính bằng nhiệt luôn, tại vì nó sử dụng dung dịch nhiệt. Những cái phản ứng mà sử dụng dung dịch nó biến tính bằng nhiệt. Ví dụ như là trong ví dụ như tem hai nhà nó tạo ra sợi đơn bằng cách nào nó dùng cái hạt từ sợi đôi này nó tạo ra sợi đơn bằng cách nào phiên bản đúng không tức là nó sẽ có một cái biện pháp nào đó để biến cái hạt sợi đôi thành sợi đơn
khi ai sẽ biết thành sợi đơn đó thì các chị có thể gắn ngồi được. Thì cái ca sĩ đôi biết thành sợi đơn các chị gắn ngồi được, sợi đôi các chị gắn ngồi được. Okay. Sau khi mới gắn ngồi nào thì nó bằng một cái cách nào đó nó hay biến thành sợi đôi. Đúng không? Ví dụ như đây là việc đôi trong biết ta nó gắn ngồi vào đây là thành sợi đôi nó biến thành sợi đơn bằng cái rồi RNA nó lại gắn ngồi được, gắn ngồi vào nó sẽ biến thành sợi đôi. Sợi đôi này nó lại biến thành sợi đơn đúng không? Rồi cái việc một cách đại nó dựa lên cái tức là cái gì nó có một cái cách nào đó để nó chỉ quý cái khuôn mẫu của sợi đôi thành sợi đơn để gắn ngồi vào. Sau khi nó chỉ gắn ngồi vào nó có một cái cách cơ sở đó hợp tác là nó sẽ biến cái màu đơn thành sợi đôi vào. Nó sẽ sợi đơn gắn ngồi thành sợi đôi. Sau đó cái sợi đôi nó sẽ phải được là chúng ta sẽ đưa nó lại để tuần hoàn nó lên. Cứ vậy sợi đôi gắn ngồi rồi đó là sợi đôi, sợi đơn gắn ngồi cuối cùng sợi đôi lại sợi đơn gắn ngồi là nó tuần hoàn và để nó tuần hoàn là được tuần hoàn. Để chị thấy thấy là ví dụ phản ứng này cũng vậy, sợi đôi biến thành sợi đơn gắn ngồi đâu 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 ý nghĩa là để làm đó thì có thể chọc cái này cái gì vậy? Nè, cái gì có thắc mắc gì về cái này không? Đó. Đó. Rồi, còn ba chương nữa ít không à? Cái này là cái mục tiêu của việc thiết kế này là để nó bị cắt, để nó bị RNA cắt và nó hấp ra. Để nó thu được cái này không được, tại vì mình tạo ra cái này để mình phát hiện cái này. Nhìn nhau không? Nếu mà không có cái này, không có cái này thì cái bồ này nó gắn vào đâu? Nó không gắn vào đâu được. Nó không gắn vào đâu được thì nó không bị cắt. Hiểu không? Phải có cái khuôn mẫu, cái đứt phát hiện, cái đứt cần phát hiện để nó đò gắn vào. Nó gắn vào đó, nó cút mai hay ADN thì để như thế nó cắt cái phần ADN nó bắt là được. Nếu bạn không có cái bản đích thì cho bạn đối xử thì không chạy. Thấy không? 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 Thấy không